lầm than khói lửa với binh đao lùng tung nhuộm máu đào ba tánh sai xưa mùi phu quy sao này sẽ dướng cảnh độ lao độ lao muôn lanh sớm nghe ta bồ thị trì chai giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm tánh lại giác thuyền chuyên chở lúc can qua Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô A Di Đà Phật Chương trình diễn ngâm thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Đức Quỳnh Giáo Chủ hôm nay. Chúng tôi xin thành lòng phụng ngâm lại bài Ai Người Tri Kỷ. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán đêm 18 tháng 7 năm Canh Thìn 1940. Kính mời chú quý vị cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nghĩ việc đời xưa gặp việc nay, ai người tri kỷ ai là tái sanh chọn lựa trang hiền thảo thức tình tâm trùng sẽ vẹn mài mới đẹp đẹp tiên gia tông tổ thơm tho phước hải hà tịch mịch quyền sâu ai hiểu đặng ắt là thâu tích sĩ cuồng ca cuồng ca nẻo đạo chốn quyền thâm nghĩ việc xa xa ruột tím bầm đau đớn cho đời ôi thảm họa mặt sầu có miệng lại dưỡng câm dường câm khó nói còn e thiện tinh thờ nổi ruột mơ rè
tiếng đồng bên tường nghe dặn dặn. Sức hèn như châu chống ngàn xe. Ngàn xe muôn nghiêng châu còn bay. Nước tung tìm phương trong kẻ tài. Rốt cuộc tương lai do quyết định. Phương trời xa thẳm nắm quyền quay. Quyền quay thế hệ cực ta mang. Luân chuyển nhân sanh lâm cuộc nạn. Ai hỡi dân lành ta sẽ đời. Đạo người sửa trọn dứt lầm than. Lầm than khói lửa với binh đao. Âu a lung tung nhuộm máu đào. Ba tánh sai xưa mùi phú quý. Sau này sẽ dướng cảnh đồ. Đồ lao muôn lanh sớm nghe ta. Bồ thị trì chai giữ giới mà. Phật đạo trao dồi tâm tánh lại. Giác thuyền chuyên chở lúc càng qua. Càng qua dân chúng chớ buồn lo. Tịch đức chờ ta chốn hẹn ơi họ. Tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ. Quang cầu đến đó ấm cùng nó. Cùng nó bốn biển một cha thôi. Bỏ dứt thôi hư với tật tội. Trên có Phật trời soi việc thế. Dưới đầy cơm áo lão về ngôi.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chú đồng đạo, để tiếp theo là bài Ông Lương Văn Tốt Hỏi và Đức Thầy Đáp Họa. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo tháng 6 năm Kỷ Mão. Kính mời chư quý vị cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Một đạo ơn trên chưa hiểu danh, xin ông phân càng chung nghe rành. Ba ngàn thế giới ai là chủ, mở lượng từ bi dạy chúng sanh. Đức Thầy đáp họa: Dưng lịnh Phật tôn chưa hiểu danh, ngạc gì pháp luật khó phân rành. Càng khôn muốn biết ai là chủ tu hành, theo dõi đến mây xanh. Vì sao thế giới lại ba ngàn, học đã rành chưa đến hỏi han? Đã làm nho văn thì hài đôi, đáp lời cho vẹn kiên tiên ban. Đời văn vật sai mê khổ ơi thảm, người nào đã từng làm mơ nho văn. Xưa nay mèo má lung lăng, làm cho quên mất đạo hằng thanh nhân. Nay gặp kẻ có cơn thức tình, phận làm người thùng thình sửa sang. Tay xuống bút nói lan chuyện thế, bài đạo màu cứu tế nhân sanh. Kìa kìa các bậc công khanh, miếu son tạc đế đành rành chẳng sai. Hỡi ai kẻ học ai lo liệu, rứt bụi trần bằng biểu làm chi, làm cho rồi phần tu mi sau này sẽ thấy ly kỳ năm non. Chừng bãi núi lầu son lộ vẻ, thì người già qua trẻ dân ôi, tu hành ắt được thảnh thơi,
lại xem được Phật được trời bao thay. Thân hành đạo đắng cay phải chịu, phận làm người phải liều cho xong. Cần chi gạn hỏi diện dông, làm người chưa vẹn nghi khó hồng thành thơi. Nói nhiều lắm xe lơi tình nghĩa, chữ hiền lành trao trịa cho xong. Thấy đời trần hà long đông, chẳng lo khó thấy mây rồng hỏi kia. Nam mô A Di Đà Phật.